cho cả nhà xem cái cảnh mà đang thảm nhựa, đang đổ nhựa nè. Xin chào quý khán thính giả. Lời đầu tiên thì mình xin chúc cho quý khán thính giả có thật nhiều sức khỏe và nhiều thông tin hữu ích. Thì hôm nay mình xin được cập nhật thông tin về cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ở tại nút giao Phan Cửu Nghĩa vào cuối tháng 11 năm 2020. Và tiến độ đã được ghi trên bảng đây. Đây thì tiến độ thi công đến nay thì đã được đạt 72% khối lượng và còn 41 ngày nữa. Và bây giờ thì mời quý khán giả cùng đón xem tiến độ ở tại khu vực nút giao Phan Cửu Nghĩa, điểm đầu cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này ra sao và như thế nào rồi vào thời điểm cuối tháng 11 này nha. Thì cái phía mà bên dưới cái cầu vượt thì đang được tráng đá. Đây, phía bên dưới cầu vượt đang tráng đá. Thì giai đoạn tráng đá này chắc mình nghĩ là chắc chuẩn bị là thảm nhựa nè. Ở cái điểm này nè, bên dưới cầu vượt á. Rồi giờ cùng mình xem tiếp bên trong như thế nào nha. Bên trong nút giao không có nghĩa là đang tiến hành thảm nhựa này nhân cả nhà. Đang đổ cái đường học chính giữa nè, hai bên bình lộn. Khu vực này đang vui chính giữa nè. Đang cắt. Phía trước cả nhà đó, đó chính là tuyến chính nè, để nói với cao tốc Sài Gòn Trung Lương đi lên Sài Gòn nè. Nè, thì cái anh công nhân này đang cắt nè, cắt cái lộ ra để chia được làn đường hai bên nè, chia hai bên làn đường á. Thì khi sau nó cắt hai bên rồi nó đầu dùng cái cu ve này để cạp lên nè, làm cái học chính giữa nè. Theo nghĩ học giữa này sẽ là để mà đường dây điện, để đèn cái này nọ, em nghĩ là vậy. Đây chính là cái tiến độ ở sủa cái tiến của bên trong nè. Đường dẫn này sẽ đi lên mà trên mà Tân Phước, Tân Lập nè, và đi lên Long Giang nè, còn mấy anh đây đi lên cầu vượt đang hãm đá nè, đang tráng đá. Phía trước là đang đổ bê tông của hai bên ngạch của mà cầu vượt nè. Thì nhìn từ đây thì nãy giờ mình đã thấy là cái tiến độ tại khu vực nút giao Phan Cửu Nghĩa đang tiến hành một cách rất là nhanh chóng luôn nha quý anh giả. Thì tiến độ nơi đây đang dần dần thay đổi cái hạ tầng ở tại nút giao Phan Cửu Nghĩa này một cách nhanh chóng và ngoạn mục luôn. Thì có nhiều hạng mục đang trong quá trình thảm nhựa và nhiều hạng mục thì đang trong quá trình gọi là phân luồng, chia luồng nữa nè đó. Và cũng như là đang có một nơi, một số nơi thì đang cán đá đó. Rồi bây giờ mình cùng tiến tới phía trước để mà xem cái đoạn mà chính đi lên mà cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đi lên tuyến Mỹ Thuận nha. Rồi bây giờ mình theo dõi ở những đoạn tiếp theo. Phía trước là đang tiến hành thảm nhựa, đang thảm nhựa nha quý khán giả. Nên lên đây rất là may mắn luôn, thì tận mắt được chứng kiến cảnh đang cán nhựa cái đoạn mà tuyến chính nè,
tại tại nút giao thông của Nghĩa luôn. Cái hướng mà mình đang quay cho cả nhà xem đó nha, thì hướng này chính là hướng mà đi lên Sài Gòn này nha. Đó, hướng này là hướng đi lên Sài Gòn này, chính là cái học chính giữa này để chia phân luồng hai bên nè. Còn hướng mà hướng này nè, hướng này sẽ là hướng đi Mỹ Thuận đó, hướng này đi về Mỹ Thuận đó. Cho cả nhà xem cái cảnh mà đang thảm nhựa, đang đổ nhựa nè. Mình dám chắc là khi mà quý khán giả mà xem được cái thước phim này thì những ai mà xem được những thước phim này trên cả nước cũng như là những người nước ngoài thấy được phim cái một thước phim video này sẽ thấy là rất là nôn nao vì cái tiếng mà cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đang trong quá trình dần dần thay đổi diện mạo cũng như là hạ tầng trên cái cao tốc này đang dần dần chuẩn bị sắp sửa triển khai đưa vào hoạt động. Chung cái nãy giờ đang đứng phơi nắng cùng các anh em công nhân này nha, nhớ bấm like ủng hộ mình những cái nha. Chỉ cần cả nhà và quý khán giả ủng hộ mình bằng một like, ai chưa đăng ký kênh ủng hộ mình luôn. Bây giờ mình sẽ đi tiếp các khu vực khác để mà xem trên cái đoạn này như nào nha. Khúc này cái đổ hai bên luôn nè, nó hãm nhựa hai bên luôn. Mới đổ cái chát hôm qua với sáng nay nè, mới thảm nhựa nè, và nó thảm nhựa ở đây nó ngưng rồi nè.
Rồi bây giờ đang trong mơ nha quý khán giả, nhưng mà hiện trong mơ này, giấc mơ này sẽ sắp sửa thành thành hiện thực rồi. Hướng mình đang di chuyển đây chính là hướng về Mỹ Thuận. Đây, đây là từ nút giao này nè, hướng về Mỹ Thuận nè, từ nút giao Thân Cung Nghĩa chạy thẳng về hướng về qua cầu Vượt này sẽ là về Mỹ Thuận nè. Mình sẽ trải nghiệm thử nha, cảm giác như cho quý khán giả cùng cảm giác cảm nhận mà khi mà chạy xe gắn máy lên trên đây. Chỉ có một lần duy nhất này thôi đó nha, chỉ một lần duy nhất này thôi. Mình đang trải nghiệm luôn á, trải nghiệm trên cầu Vượt, trên mà của cao tốc Thông Cổ Nghĩa nè. Quá đã luôn cả nhà ơi, quá đã luôn quý khán giả ơi, cảm giác nó sung sướng đã gì đâu á. Thì còn không biết có qua được không đây nữa. Chưa thế này là cái hai mình nó ngập để nói tiếp với chạy cầu với nhau nè. Phía bên đầu chân bên kia cầu bên kia đang làm nè, giờ mình sẽ hoành trở lại. Đây, hai bên cái hành lang nè, thấy rõ một không quý khán giả, cả nhà thấy háo hức không, quá háo hức luôn đúng không? Có lẽ nút giao Phan Công Nghĩa, điểm đầu cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận chính là then chốt và cũng như là đi đầu đó, là tiến độ đi đầu luôn á. Mình đang trên cây cầu Vượt và mình đang xuống cầu Vượt cũng như là mình đang tới nút giao Phan Công Nghĩa. Xem cái thước phim video của mình á, rồi vừa xem mà vừa mà tưởng tượng cái cảm giác mà đang chạy trên đây nha, để cho nó thỏa sức cái mong đợi. Thì cũng không còn bao lâu ở đâu thì cả nhà cũng không cần phải mong đợi nữa, cả nhà sẽ cảm nhận thật sự thật luôn đó. Nhưng mà mình là người trải nghiệm trước. Đó, đã được thảm nhựa rồi đó, đoạn này nè. Ở đang người ta đang hãm nhựa dần dần ra tới mà cái điểm tiếp nối với mà cao tốc Sài Gòn Trung Lương á. Đẹp tuyệt vời đúng không quý khán giả? Trên tuyến cầu Vượt mà từ nút giao Thông Nghĩa mà đi tới cầu Vượt này nè. Qua Kinh Năng nè. Nói chung là mọi thứ đang chuẩn bị dần dần và sắp sửa hoàn thành đó. Và đây chính là những gì mà tiến độ cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tại nút giao Thông Cửu Nghĩa được cập nhật vào cuối tháng 11 năm 2020. Thì lại cuối video thì xin mời quý khán giả nói về cái cảm nhận cũng như cảm nghĩ của mình ở bình luận bên dưới video nha cả nhà. Thì và sau đó thì xin chúc quý khán giả có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thông tin bổ ích. Thì và cảm ơn quý khán giả đã xem video cũng như là ủng hộ tôi, ủng hộ mình bằng một cái like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi cảm ơn cả nhà.
Thì hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.